Thầy muốn nói về vấn đề đại thừa và tiểu thừa để các con hiểu. Các con đã từng đọc kinh sách của đại thừa, một cái loại kinh tưởng. Các con biết tại sao tưởng? Các con nghe kinh thường thường là Phật tử thường thường theo đại thừa thì thường là tụng kinh Pháp Hoa. Thì trong kinh Pháp Hoa thì có phẩm phổ môn. Thì phẩm phổ môn dạy chúng ta rất rõ ràng, nếu mà ai gặp tai nạn gì đó thì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ của nạn. Cho nên từ xưa đến giờ là ai có gặp khổ đau, gặp tai nạn, gặp tù tội thì đều là niệm Đức Quan Âm. Đó là một cái điều sai, sai đạo đức, phi đạo đức. Buộc cho một vị Bồ Tát làm một cái điều sai. Ví dụ như thầy bây giờ ăn cắp ăn trộm, rồi thầy cầu Quan Âm, thầy bị bắt bỏ tù hoặc bị người ta đánh đập thầy, thầy cầu Quan Âm để cứu khổ thầy thoát ra tù. Thì mấy con thấy cái xã hội này mà nếu mà có một vị Bồ Tát mà làm cái điều này thì cái xã hội này ra sao? Các con đừng tưởng nghĩ đó là điều phi đạo đức. Cho nên kinh Pháp Hoa nói như thế nào trong cái bài kệ của kinh Pháp Hoa? Dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy ngàn. Nghĩa là mình tạo tội như thế nào, như núi như non vậy. Nghĩa là giết người cũng không sợ nè, giết gà, giết vịt, giết heo, giết dê, giết người, giết hàng loạt. Nhưng mà cần tụng kinh Pháp Hoa dài hạn là tội đó tiêu hết. Kinh nói vậy đúng không mấy con? Như vậy là sao đúng được, có phải không? Như vậy là kinh sách Đại Thừa có đúng không? Đây bây giờ thầy nói về kinh Duyên Giác. Kinh Duyên Giác là cái chỉ cho cái Phật tánh của chúng ta. Mà bây giờ trong kinh Duyên Giác nó có 25 cái pháp tu. Nó dạy mình như thế nào? Dạy phải viết từng pháp đó, từng cái thẻ, để rồi chúng ta mới thọt cái tay vô trong cái thùng đó, để mà rút ra coi cái thẻ nào để cho nó hợp chúng ta tu cái pháp đó. Các con thấy kinh Pháp Hoa gì dạy? Ồ, kinh Duyên Giác gì mà dạy lạ lùng vậy? Biến chúng ta trở thành bói toán, biến trở thành chúng ta mê tín như thế hay sao? Đạo Phật thì dạy chúng ta trong giới luật rất rõ ràng, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa. Đó là hai cái giới thứ nhất để chúng ta thấy. Người tu sĩ cạo bỏ râu tóc tức là xả thân cầu đạo. Xả cái thân mình cầu đạo, đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai đắp áo cà sa. Áo cà sa mà mấy con cứ nghĩ rằng ở đây đó, quý sư quý thầy đắp áo cà sa đó đẹp lắm ấy con. Còn cái y áo mà cà sa mà của thời Đức Phật á, lượng giải Tây Ma đó, dễ rách, rồi chấp giá lại, rồi mặc lên, dễ xấu lắm ấy con. Cho nên mặc thì mặc đồ xấu, thì như vậy là xả phú cầu ăn, xả dữ vàng sao mà cầu ăn. Cho nên cái hình ảnh Đức Phật bỏ ngai vàng, bỏ cung điện mà đi tu, đó là xả cái dữ vàng sao của mình. Còn chúng ta bây giờ, đối với chúng ta, cái sự giàu sang chúng ta có bằng Đức Phật không? Cho nên một cái người mà cạo bỏ râu tóc rồi thì đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình. Bây giờ nhà cửa chúng ta cũng không có nữa. Thế mà bây giờ chúng ta nhìn kinh sách Đại Thừa, chúng ta thấy là ai mà bỏ tiền ra nó cất chùa thì được phước báo. Cho nên chùa bây giờ nó nổi lên như nấm, mà chùa nào cũng cất hàng tỷ bạc, mà thầy nào cũng ở trong những chùa sang cả vậy. Thì các con nghĩ đó là có đúng của Phật không? Phật dạy chúng ta nè, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, chúng ta có đúng không? Chỉ còn bá y một bát, sống một đời sống không còn một vật gì, gọi là buông xả. Có như vậy mới tìm thấy được sự giải thoát. Bởi vậy mới gọi là ly dục ly ác pháp. Còn một vật mang theo làm sao ly dục? Như vậy kinh sách Đại Thừa dạy đúng không? Cho nên từ xưa đến giờ chúng ta nhìn, chúng ta nhìn lại các tổ, họ tu họ có nói được cái phương pháp mà làm chủ được sự sống chết chưa? Chưa. Rồi hiện tại bây giờ chúng ta thấy các hòa thượng, các thầy, mỗi lần các thầy lẽ ra tu tập là những bậc cao tăng. Như vậy ít ra mình phải làm chủ bệnh chứ. Đằng này không, đau bệnh thì cứ vô nằm nhà thương đấy. Mà quý thầy làm trụ trì, làm lớn thì nằm đi vào nhà thương mướn phòng rất là sang đẹp, cho mình riêng mình ở một cái phòng. Bằng chứng như vậy quý Phật tử có thấy cái đó đúng không? Đạo Phật nói làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Thế mà quý thầy hở một chút là đi nằm nhà thương, hở một chút là kêu bác sĩ y tá đến chích cho uống thuốc này kia đủ loại. Mà bây giờ đó, quý thầy hiện bây giờ là đau bệnh như vậy đó mà mang cái hình sắc này đi tu
thì thầy nghĩ là như thế nào? Có phải là làm nhục Phật giáo không? Trong khi đạo Phật dạy chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, câu nói của Đức Phật như vậy. Nghĩa là Đức Phật nói trên trời dưới trời con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết, chỉ có con người là duy nhất. Mà cái phương pháp của Phật nó quá thực tế, nó cụ thể, cho nên được gọi là chân lý. Vì vậy mà hiện giờ cái pháp mà làm chủ sinh già bệnh chết này chúng ta có thấy không? Đọc lại kinh sách Đại Thừa có dạy chúng ta cách thức làm chủ bằng phương pháp nào không? Nhưng đọc kinh sách Nguyên Thủy chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta nhập tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, có đúng không? Cách thức chúng ta muốn nhập tứ thiền mà để tịnh chỉ được hơi thở thì phải có tứ thần túc. Có tứ thần túc tức là cái lực như thần, cái lực như thần, cái lực đầy đủ như thần để sai khiến được thân tâm của chúng ta. Một người tu tập có tứ thần túc thì muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống.